Chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 6 tốc cần ARTT là một kèo wood nha các bạn. Đây là một cái kèo này rất ngon các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click chiếc phần link form thứ nhất của mình nè các bạn. Thì nó chuyển các bạn đến Google nha các bạn. Sau khi chuyển bạn đến Google thì các bạn copy cái địa chỉ cái username Telegram của mình @anh1113 nha các bạn. Các bạn bắt vào cái dòng Conchi của chi Telegram ID, các bạn copy vào các bạn, rồi các bạn bắt địa chỉ ID Telegram của tất cả các bạn nha các bạn, rồi các bạn bắt địa chỉ ETH của mình vào, rồi các bạn chụp màn hình lên nha các bạn. Sau khi chụp màn hình xong các bạn join vào cái kênh group này nha các bạn. Khoan, các bạn chờ một chút xíu nha các bạn, rồi các bạn chụp màn hình lại, rồi các bạn gửi địa chỉ ETH gửi cho người ta nè các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với chú led, các bạn copy địa chỉ ETH của mình nha tất cả các bạn. Rồi sau khi copy địa chỉ ETH sẽ vào một cái nhóm cộng đồng của nó các bạn. Nhấp vào một ảnh nè, một gợi ảnh nè các bạn. Các bạn bấm vào một này nè các bạn. Đấy, một video của chat ba, một các bạn chụp nha các bạn. Rồi các bạn dòng đầu thì các bạn ghi vào các bạn chờ một chút xíu nữa. Rồi các bạn gửi một bức ảnh trên nhóm cái group nữa các bạn. Các bạn ghi vào ID Telegram rồi username Telegram của tất cả các bạn. Và rồi dòng thứ hai các bạn ghi giùm mình giúp chữ ETH. ETH wallet nha bạn. Lộn. ADD nha các bạn. ADD Red Wallet. Vâng vâng các bạn, để mình nhớ cái chữ wallet cho bạn. ADD Wallet nha các bạn. ETH nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn dán cái địa chỉ ETH của tất cả các bạn vào đây nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên nhóm cộng đồng nha các bạn. Rồi các bạn chờ gửi chút xíu các bạn. Rồi nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Vì mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha. Những anh bạn này làm sai nè, không có username Telegram chứ không về được.